Xin chào tất cả quý vị. Trong chương trình của ngày hôm nay thì tôi xin kể lại quý vị một cái câu chuyện rất là bí ẩn trong những cái lần mà tôi đi rừng để quay lại những cái video để gửi đến quý vị. Thưa quý vị, vào năm 1993, trong một lần đi tìm cây thuốc ở trên rừng thì một người thợ rừng đã vô tình nghe thấy một âm thanh kỳ lạ của thú rừng. Và sau đó, trước mắt ông là một cảnh tượng mà cả đời ông tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được. Ông ta đã kể lại rằng, bên kia bụi dây leo rậm rạp, trên một mỏm đá, cách chừng khoảng 40 bước chân, có một con thú hình kỳ lạ, giống như một con nai cỡ nhỏ, khoảng 20 kg đổ lại. Kỳ lạ là nó đang vờn nheo với một con rắn hổ mang đang khoanh tròn và đung đưa cái đầu. Và điều lạ mà ông chưa bao giờ thấy là con vật này lại có hình dáng giống như nai hươu nhưng lại săn bắt rắn. Bởi vì từ trước đến giờ ông chỉ biết đến loài mèo rừng, loài chồn, cáo là những loại chuyên săn và ăn thịt rắn. Và lúc đó ông cảm giác giống như ông đang đứng chết trân để xem hai con vật kỳ lạ đang vờn với nhau. Và ông phát hiện ra rằng trên đầu của con thú kỳ lạ đó có một cái sừng uốn éo vặn vẹo và dài cỡ một gang tay, giống như là cán của một cây dù che mưa. Và sau một hồi quần thảo, con thú đó đã tha con rắn và nhảy qua các mỏm đá và biến mất trong rừng cây. Thời điểm đó là năm 1993, cái phương tiện truyền thông và những cái thông tin và vẫn còn hạn chế, cho nên câu chuyện này nó không được đưa lên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng vào thời điểm đó. Và ông cũng giữ trong lòng của mình, bởi vì ông nghĩ đây là một hiện tượng lạ, một hiện tượng tâm linh mà chỉ có ông, những người thường xuyên gắn liền với cánh rừng, và ông rất ngại khi phải nói ra điều này. Và hôm ngày hôm nay, cái vị trí mà năm đó ông đã phát hiện ra con thú bí ẩn đó chính là cái đoạn đường rừng mà tôi đang leo để tìm về dấu vết của một loài quái thú ở Việt Nam. Và hiện tại trên đây thì chỉ toàn là hang động, vách núi và cây rừng, và hầu như không có dấu chân người đặt chân lên đây, bởi vì để đi được vào trong cái khu vực này rất là khó khăn, phải băng rừng, vượt núi, phải leo qua từng cái vách núi rất là nguy hiểm, chỉ cần sẩy chân là rơi ngay xuống vực. Và khi mà tôi mang câu chuyện này đi hỏi các vị thầy lang đông y ở các cái hiệu thuốc lớn, kể cả những ông thầy lang ở vườn, về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của cái người đi lý thuốc với con thú đó, họ nói rằng đó có thể là con dinh rắn, và sừng của con dinh rắn từ lâu nó đã trở thành một báu vật quý hiếm, trị được hầu hết các loại độc, cho dù đó là độc của loài mãng xà. Và cung đường núi và hẻm núi ngày hôm nay, tôi đi tìm kiếm nơi có quái thú từng xuất hiện trước đây. Chúng tôi cũng đã vô tình phát hiện nhiều loại gãi rừng kỳ lạ. Và có cả cái dây đậu lào, ở một số nơi người ta gọi là dây đậu lào. Còn ở đây người ta gọi là cây nọc rắn, bởi vì hạt của loại cây này cũng có thể hút được nọc của rắn rết và bọ cạp. Nọc rắn hả? Ừ, nọc rắn hút nọc cái rít cắn rồi hả? Ừ, rít bột tạp rồi đó. Ồ, cây bông lạ. Bông chữ lông không? Giống như bông gì, bông gì? Bông mèo không phải. Bông dây tay. Ừ. Ủa, nó là dây mà chú? Dây. Dây. Dây thật. Vậy là rít cắn trị được nó phải không? Lấy mình ương được không chú? Được. Cái học gì? Em lấy cái chùm khô đó. Má mà nó lấy nó gai rồi má, gai lắm. Sao? Cái họ cái trái nó gai ghê lắm. Cái này đâm vô hả? Là cái này bông hả trái? Khỏi lễ luôn á. Bông. Cái bông. À. Cái trái nó rụng hết rồi. Trái nó rụng hết rồi. Nó rồi, đây chứ nữa. Ừ. À, quay qua đây nè, quay quay cái này nè. Trời ơi. Không biết đâu. Trời ơi, sao này trái dữ vậy? Bông dữ
Rồi tới mùa lấy hả chú? Ừ. Và trở lại với câu chuyện của con Vinh, nhiều người khẳng định đó là một loài thú có thật, chứ không phải là hư cấu. Và loài Vinh là một loài động vật vô cùng quý hiếm. Nhưng mà nhiều người cũng nói rằng con Vinh cũng đã tuyệt chủng từ rất lâu. Hoặc giả chăng nếu là còn có sự tồn tại trên đời thì chỉ có ở những nơi rừng sâu núi thẳm, nơi mà con người không tìm được mới mong tìm được cái loài Vinh quý hiếm trong thần thoại. Và trong dân gian cũng có lời đồn đại rằng loài Vinh thì có 3 nhóm. Thứ nhất là Vinh cỏ, thứ hai là Vinh cá, thứ ba là Vinh rắn. Mỗi con nặng độ khoảng 20kg đổ lại. Ngoài ra, mỗi loại Vinh đều có loại thức ăn riêng của nó. Nếu là Vinh cá thì chỉ chuyên ăn cá. Nếu là Vinh cỏ thì chỉ chuyên ăn cỏ. Lâu lâu thì chúng mới tìm kiếm rắn để ăn. Dẫu chuộng các loại thức ăn khác nhau, nhưng hay ở chỗ là cái sừng của 3 loại Vinh này đều có một tác dụng hóa giải nọc độc của rắn, rết, bò cạp, thậm chí là nọc độc của mèo cào và chó cắn. Và trong 3 loại Vinh đó thì chỉ có sừng của con Vinh rắn được xem là thượng hạng, là quý hiếm vô cùng. Loài Vinh rắn thì chuyên ăn các loại rắn độc và các loài ngải quý nơi rừng thiên nước độc, nên sừng của chúng lâu ngày cũng hấp thụ được nhiều vị thuốc kỳ diệu. Rắn độc cỡ nào mà khi gặp Vinh rắn thì cũng phải nằm im bủng rủng, nằm ngay đơ để cho chúng ăn thịt. Loài Vinh rắn mỗi khi đi ngủ không nằm dưới đất mà chuyên móc sừng trên các thân cây, lỗ mũi của chúng hướng về phía nào là rắn độc thường tập trung về phía đó. Nếu là sừng Vinh của con đực thì chiếc sừng nào có nhiều vết rạn nứt, bởi do con đực thì thích đánh nhau. Và để phân biệt sừng Vinh, dẫu là màu nâu hay màu đen, Vinh đực hay Vinh cái, nếu đúng là sừng Vinh thứ thiệt thì cái sừng lúc nào cũng bóng loáng. Và theo như tôi đã tìm hiểu, hiện nay trong nhà của nhiều vị thầy thuốc gia truyền vẫn còn có nhiều người đang sở hữu sừng Vinh rắn do cha ông của họ truyền đời lại. Và họ cũng thường xuyên cứu người mỗi khi có người bị nạn rắn cắn. Khi có bệnh nhân bị rắn cắn thì việc trước tiên là phải dùng cưa sắt cưa ở phần dưới chân của sừng một miếng nhỏ, rồi úp lên vết thương để hút độc. Điều kỳ lạ ở chỗ là khi mình đưa miếng sừng vào sát cái vết thương thì lập tức cứ như có nam châm hút, nó hít chặt vào vết thương. Khi mà nó hút hết độc thì tự nhiên miếng sừng đó sẽ rớt ra. Đó chính là sự kỳ diệu mà nhiều người đã là nhân chứng và khẳng định sự kỳ diệu của sừng Vinh mỗi khi nó phát huy công dụng cứu người. Và sau khi trị bệnh cho nạn nhân bị rắn độc cắn, nếu như người thầy thuốc đó muốn hóa giải nọc độc của rắn trên mảnh sừng Vinh thì trước tiên phải bỏ miếng sừng vào rượu trắng khoảng 45-50 độ, ngâm trong khoảng 30 phút thì tất cả nọc độc trong miếng sừng sẽ được hóa giải. Lúc đầu thì rượu trắng sẽ trong veo, nhưng khi nhả độc ra thì nó có màu đục giống như là nước vo gạo. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm chữa trị của những người thầy thuốc ở các vùng dân tộc ở vùng cao thì bên cạnh việc đắp sừng Vinh vào vết thương còn phải cho bệnh nhân uống kết hợp với một số loại cây thuốc đặc hiệu có tác dụng hóa giải nọc độc. Còn theo tài liệu của tiến sĩ Võ Văn Chi, tác giả cuốn từ điển những cây thuốc Việt Nam, thì sừng Vinh có thể được liệt vào nhóm cục nọc. Cục nọc là những cái sừng nai hoặc đầu nhọn của sừng hươu, các khúc nhỏ nắm đất sét bao bên ngoài của sừng, sau đó bỏ vào lò trấu đốt khoảng 12 giờ, đem ra để nguội, sau đó tiếp tục tẩm với đèn xanh, rồi lại tiếp tục nắm đất sét ở bên ngoài đốt tiếp trong vòng 6 giờ, sau đó đem ra để nguội và dùng dần. Cục nọc thì sẽ không gây biến chứng, có sức hút rất mạnh. Nó hút đến nỗi no máu và nọc độc rồi mới buông ra khỏi vết thương. Như vậy thì truyền thuyết về loài Vinh rắn cũng như các cái loài Vinh cỏ và Vinh cá có thật sự tồn tại hay không?
Và câu chuyện về Lồi Dinh đã khiến tôi ngày hôm nay có mặt trên cái đỉnh núi này để tìm lại cái vị trí nơi mà ngày xưa xuất hiện một con quái thú trong truyền thuyết của Việt Nam. Thì đến đây, xin tạm dừng video này. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở câu chuyện tiếp theo. Và nếu như quý vị có thêm kiến thức về Lồi Dinh rắn thì hãy vui lòng để lại bình luận ở bên dưới để cho nhiều người được biết. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái này đâu phải hả chú? Cái này đâu phải hả chú?